Kính chào quý vị và bà con nông dân. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục nông nghiệp nông thôn của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Trong mục nhà nông cần biết lần này là khuyến cáo của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên trong vụ đông xuân 2022-2023. Tiếp theo là nội dung phóng sự ghi nhận về công tác chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thái Nguyên là một trong những tỉnh đứng trong top đầu cả nước về chuyển đổi số với những thành tiệu trên cả ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Việc ứng dụng số trong phát triển nông nghiệp đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, trở thành động lực để phát triển kinh tế vùng nông thôn của tỉnh Thái Nguyên. Từ việc triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể, hợp tác xã tiếp cận, thương mại điện tử sản phẩm, các sản phẩm ô cốp trên các nền tảng số như TikTok, Facebook, Zalo, phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu, xây dựng, kế hoạch hỗ trợ tự động hóa trong một số quy trình sản xuất các sản phẩm ô cốp. Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số để phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao. Với hợp tác xã chè chúng tôi thì nó kết hợp luôn vào những năm mà có cái chương trình của thái nguyên là chuyển đổi số chúng tôi thấy rằng là cái hiệu quả đi lên từ cái việc làm của người lao động mà cũng như là vùng đất tân cương với hợp tác xã thì có những cái chương trình như là người lao động có thể đến là dùng cái máy quyệt thẻ để là tính giờ lao động mà cái thứ hai nữa là cái công nghệ mà quản lý của uh, đội ngũ văn phòng ở hợp tác xã thuận lợi hơn nhiều với người công dân lao động uh, mình liên kết những hộ gia đình của các bà con dân tân cương để có một cái nền nếp bước phát triển với mục tiêu ứng dụng công nghệ số để quản lý quá trình sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ nông sản với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Thái Nguyên, ngành nông nghiệp đã triển khai xây dựng phần mềm quản lý chất lượng nông sản Thái Nguyên với mục tiêu quản lý, tập trung vào các mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nông sản. Năm 2022, ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử với hơn 90.000 hộ đã được hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử, thanh toán số, khoảng 2.000 sản phẩm nông nghiệp được đưa lên sàn thương mại điện tử, hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương. Trên 95% các doanh nghiệp hợp tác xã đã quảng cáo, giới thiệu, bán sản phẩm trên nền tảng số và các trang mạng xã hội. Năm 2022 thì tri cục đã phối hợp với các tổ chức cá nhân để thu thập thông tin, thế rồi các dữ liệu để mà tích hợp vào phần mềm. Trên cơ sở đó để mình quản lý một cách hiện đại và tiện ích để giúp cho cơ quan quản lý nhà nước nắm được tất cả các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh chế biến nông sản trên địa bàn của tỉnh. cái thứ hai nữa là giúp cho các tổ chức cá nhân đó để thống kê rồi nhập các dữ liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh nông sản. cái thứ ba nữa là giúp cho người tiêu dùng nắm được những sản phẩm đảm bảo chất lượng của nguồn gốc xuất xứ để lựa chọn và tiêu dùng đảm bảo an toàn thực phẩm như đoàn của tỉnh. Trên lĩnh vực lâm nghiệp, thực hiện chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, ngành nông nghiệp Thái Nguyên đã đưa vào ứng dụng hệ thống quản lý cây xanh nông nghiệp trên bản đồ số Thái Nguyên Smart Tree. Hiện nay, hơn 6 triệu cây xanh được gắn mã QR code, cập nhật đầy đủ thông tin của cây như loại cây, thời gian trồng, tọa độ cây trên bản đồ số, hình ảnh cây trồng trong những năm qua thì tri cục kiểm lâm nhất đã được tổng cục nông nghiệp chuyển giao cái ứng dụng về cái phần mềm form để theo dõi diễn biến thành, thành nguyên rừng trên cái cơ sở công nghệ thông tin và ảnh biến thám để sớm phát hiện cái biến động rừng cái thứ hai nữa là trên cơ sở đó thì cảnh báo sớm và cái kiểm lâm địa bàn là sẽ kịp thời tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương để phát hiện xác minh hợp sang mình những cái địa điểm nghi có biến động. Với mảng trồng trọt, đến nay cơ quan chuyên môn đã cấp 32 mã số vùng trồng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua đây là điều kiện, cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản của tỉnh Thái Nguyên ra thị trường nước ngoài, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người nông dân. Phải có một cái lộ trình. Thứ nhất là cũng phải ghi chép đầy đủ, chăm sóc mới lại bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật phải được kiểm soát là của bên hợp tác xã cũng phải kiểm soát được thì mình cái, cái, cái chất lượng với mọi cái quy trình sản xuất thì nó phải theo quy chuẩn. Điểm sáng trong bức tranh nông nghiệp Thái Nguyên năm 2022 chính là giữ vững an toàn chăn nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do các loại dịch bệnh gây ra. Một trong những yếu tố quan trọng để có kết quả này là do ngành nông nghiệp đã triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu chăn nuôi, trong đó tập trung quản lý các cơ sở chăn nuôi trên hệ thống khai báo tổng hợp tự động. Theo đó, 250 trang trại chăn nuôi lợn, gia cầm trên địa bàn tỉnh đã áp dụng thành công và mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Thể nói năm 2022 thì công tác chuyển đổi số của chi cục chăn nuôi thủy sản đã có chuyển biến rất tích cực. công tác chuyển đổi số chúng tôi thì là các giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính thì đều kịp thời, đảm bảo thời gian quy định và đảm bảo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2022 thì chúng tôi đã giải quyết trên tất cả các lĩnh vực chăn nuôi thủy sản là 26.236 hồ sơ trực tuyến và mức độ là gần đạt 100% trực tuyến cấp độ 4. Cùng với đó, ngành đã triển khai xây dựng phần mềm đánh giá, phân hạng và cơ sở dữ liệu sản phẩm ô chương trình mỗi xã một sản phẩm trên thiết bị di động và hệ thống phần mềm quản lý đánh giá và cơ sở dữ liệu các xã đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu trên nhiều nền tảng văn phòng điều phối là với cái vai trò là cơ quan tham mưu của cái chương trình nông thôn mới cũng như cái chương trình mỗi xã một sản phẩm do vậy ở đây là cái việc mà chúng tôi cũng muốn là cùng để tham mưu và thực hiện những cái nội dung này để là nhanh chóng đưa các, các hướng dẫn các cái chủ thể các cái hợp tác xã à, thực hiện tốt cái việc mà ứng dụng các cái nền tảng số để mà xúc tiến bán hàng trên cái hệ thống này. Có thể nói, việc chuyển đổi số ở ngành nông nghiệp Thái Nguyên được bắt đầu ngay ở hệ thống điều hành, tổ chức, việc duy trì tiếp nhận, xử lý, thanh toán trực tiếp và trả kết quả 83 trên 83 bộ thủ tục hành chính mức độ 4 cấp tỉnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn và đúng quy định. Năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiếp nhận và xử lý trên 25.600 hồ sơ mức độ 4, đạt tỷ lệ sấp xỉ 100%. và với ba cái trụ cột chính thì năm 2022 thì ngành nông nghiệp phát triển thôn đã tập trung chỉ đạo. Cái nhất thì đẩy mạnh cái vấn đề ứng dụng khoa công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cho các cái chủ lực của tỉnh như là cây trẻ. Thế cái thứ hai thì trong lĩnh vực về quản lý chất lượng thì Sở Nông nghiệp đã triển khai xây dựng cái phần mềm truy xuất nguồn gốc nông sản trong đó thì sẽ đảm bảo đầy đủ những cái thông tin của những doanh nghiệp, những cái hợp tác xã và những tổ hợp tác về sản xuất kinh doanh chế biến nông lâm thủy sản. về kinh tế số thì chúng tôi tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc văn phòng điều phối nông thôn mới để giúp các hợp tác xã để đẩy mạnh phát triển cái thương mại điện tử cho các sản phẩm công nghiệp và tập trung cho các sản phẩm bố cốp. Đặc biệt là chúng tôi ứng dụng công nghệ số trong vấn đề về chỉ đạo điều hành và đặc biệt là giải quyết những thủ tục hành chính. Có thể thấy, trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn mà nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia cùng với đẩy mạnh đầu tư công nghệ chế biến chú trọng thị trường nội địa chuyển đổi số được xem là thang thuốc hiệu quả cho tương lai nông nghiệp đây không chỉ như một xu thế ngắn hạn mà còn là một hành trình xuyên suốt liền mạch để thay đổi bộ mặt nền nông nghiệp tỉnh nhà Vụ xuân năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy 28.080 hecta lúa nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2023, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thời tiết bất thuận và dịch bệnh gây ra. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo. Nhằm đảm bảo lúa chỗ gặp thời tiết thích hợp, tránh rét muộn, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân gieo cấy trà xuân muộn là chủ yếu. Cụ thể, đối với trà xanh muộn, bà con gieo mạ xung quanh tiết lập xuân ngày mùng 4 tháng 2 dương lịch và cấy tập xuân từ ngày mùng 10 đến ngày 25 tháng 2. Đối với trà xuân trung chỉ chiếm từ 2 đến 3% diện tích, bà con gieo mạ từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 2, cấy từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 1 khi cấy mạ được 3 đến 4 lá. Về cơ cấu giống, các giống lúa lai được tỉnh khuyến khích bà con đưa vào gieo cấy trong vụ xuân năm 2023 gồm SL8HGS9, TH37, TH35, BTE1, SIN98, HKT99 và các giống lúa thuần như G02, TBR225, Đài Thơm 8, Thiên Ưu 8, Sumo. Sản xuất vụ xuân thường diễn ra trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại nên ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo bà con làm mạ theo phương pháp che phủ ni lông để chống rét và ngăn chặn sự xâm nhập của dày lưng trắng, không gieo mạ, cấy hoặc gieo thẳng trong những ngày nhiệt độ dưới 15 độ C thông tin trong một góc nhìn nông nghiệp đã khép lại chuyên mục nông nghiệp nông thôn ngày hôm nay cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã chú ý theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại